Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hôm nay bà của Hoa sẽ chia sẻ cho quý vị về cách dũa cưa và cách mài dao như thế nào. Đây là máy Huwana 254. Bà của Hoa thường sử dụng để hạ cái phần gốc. Thì lần trước cũng đã có cưa cái gốc cây xoài ở ngay tại nhà rồi. Rồi xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào bà con nha. Hôm nay là sáng giờ mưa quá à, không có cưa. Sẵn đây mình dũa cái cưa để lát cắt cho các chị ở xóm này, cái gốc cây cũng lớn lắm. Dạ. Rồi sẵn đây mình dũa trước rồi mình lại rẵng chứ mất công lại kia dũa sao cực. Sẵn dũa đây luôn rồi hồi cái mình sẵn mình mài dao. Đây là bà xã mình giao cho mình mấy cái dao này, dao chặt củi, dao mép dày không nè đó, mà để đâu rồi, đâu dưới đít sàn hay gì đó vậy đó, rồi bắt mình phải mài đó. Mà mình có đặc biệt có cái là mài dao là cạo được cái lông chân. Dạ. Giờ rồi đây giờ mình biết cái cưa này á, là cái hầu này á là nó có hai cách dũa. Một cái á, mình thí dụ mình dũa mà nó hơi nhọn xéo vậy á là mình cắt cái mặt cắt nó ngang, cắt mặt cắt ngang. Yeah. Còn mình dũa cái mình cho nó ăn ngang lại á thì mình gọc dáng, mình ra xả thịt cây xuôi đó, là nó ăn rất là chuẩn, nó đẹp. Mà dũa như vậy là tại vì có nhiều anh em mà mới có mua cái cưa về á, chưa biết cách dũa đó, rồi người ta kia như nhu cầu mình làm cái clip rồi dũa cách dũa cưa để cho mà mấy đứa YouTube là nó quay, nó đăng lên để cho bà con tham khảo để mà rút kinh nghiệm. Giờ yeah. Là như vậy, thí dụ dũa là cái tay mình á, mình không dũa hai tay vì tại dũa hai tay là cái cọng sên nó sẽ lắc, cọng sên nó sẽ sàn nè, nó sàn. Yeah. Vậy là nó dũa nó như hột bắp á. Còn mình phải vịnh á, thí dụ mình đẩy bên này là mình vịnh, mình bẻ nó qua luôn vậy là bắt đầu là nó sẽ không ngã về được đó. Rồi mình dũa là mình đẩy tới đó, cái mũi đầu này cất lên ngoài, cất lên tí đừng có nhủi đầu xuống đó, vậy đó, như vậy nè hả. Mình nhưng con dũa mà để cho ăn thịt xả xeo xui á thì mình hơi nhủi cũng được. Còn mà còn hả là ăn cái cây cắt mạch gỗ ngang vậy á thì mình phải cất cái mũi này lên tí đó, nào mình đẩy tới là mình đẩy nó tì vô trong đó, rồi khi mình rút ra là mình xề ra ngoài này nè, mình dũa xuống ngón tay mình là kéo ra đó. Đó, như vậy là bén. Nó nếu mà ở trên mình nhìn xuống cái lưỡi cưa mà nó lục á là mình nhìn cái lằn này nè, nó sẽ trắng tươi, nó trắng tươi á là nó lục. Mà mình dũa nó mất cái trắng tươi đó là nó sẽ đục, nó đen thui là nó không còn nữa là nó sẽ bén. Giống như cái lưỡi dao mà nó lưỡi dao mà nó lục rồi á là nó sẽ có một cái lằn trắng ở trên này, rồi nó bén rồi thì nó không còn lằn trắng nữa đó. Như vậy đó, đây bây giờ coi nè, mình nhờ nè, đẩy tới nè, một nè, hai nè. Nhưng mà mỗi lần về dũa nếu mà cho đều á, nó không sóc á thì mình sẽ đếm đó. Thường thường mình nó dũa cưa mình ít nói chuyện lắm, mình hãy đếm nó để chi rằng cho nó đều, tránh cái tình trạng mà cái găng dũa ít găng dũa nhiều á là mình cưa nó bị sóc. Nó sóc mà cái tay này mình cầm hơi lỏng lỏng cái tay này á, là nó bật một cái là có khi nó dũa cái tay luôn. Dạ. Nguy hiểm lắm đó, vậy đó. Đó, dũa là vậy á, nó mới thẳng gốc được, nó mới thẳng chứ mình dũa mà tay mình lằn cũng không được, nó chứ mình được khỏi cần phải xay, mình khỏi cần xay cái dũa đó, cứ để vậy nè đó, vậy đó. Khi nào mà mình biết là dũa cưa nó bén mà thì mình cái lưỡi cưa nào mà nó lục nhất ở trong cái cọng sên. Dạ. Mình phải dũa cái cọng đó trước. Dạ. Mình dũa xong rồi, bởi vì thường thường dũa rồi cái lấy lên nhìn vậy nè, nhìn vậy là nó không còn trắng cái đầu nữa là nó đã bén chứ khỏi cần gờ. Yeah. Mài dao cũng vậy đó, mài dao là cũng khỏi cần gờ. Giờ mình thí dụ để mình bây giờ dũa cưa rồi là dũa một găng nữa để cho bà con nhìn lại nha.
Ba cho con hỏi là ba có sử dụng nhớt pha gì vào trong máy cưa? Cái này là nó máy hai thì, là đương nhiên là nó xăng pha nhớt. Dạ. Nhưng mà pha nhớt thì pha nhớt hồi xưa giờ là pha nhớt cách tròn. Dạ. Cách tròn hai thì cái loại này nè. Cách tròn ST nè. Dạ. Đó. Mà loại hai thì đó mình pha liều lượng là 60cc cho một lít xăng. Dạ. Đó. Là... sao con cũng thấy người ta có sử dụng nhớt màu hồng á ba, nó là sao? Sao ba không sử dụng? Thì cái đó là nhớt tại vì nào giờ xài quen thôi, tại nhiều ý thích mọi người. Dạ. Rồi giờ theo như ba thì hồi đó tới giờ 20 mấy năm nay thì xài nhớt này nhiều. Dạ. Ừ, cho nên là quen rồi, sợ nhớt lạ cái nó sống chịu. Dạ. Rồi mình trước khi mình muốn cưa, mình muốn châm ra máy á, mình cầm cái bình xăng mình lắc bình xăng. Dạ. Cho nhớt với xăng nó hài hòa, nó đều, nó bảo hòa nhau, tại vì nhớt nó nặng hơn xăng. Dạ. Là luôn luôn nào nó để qua đêm là nó chìm, nó lắng ở dưới đáy. Dạ. Mình châm là châm xăng không, chứ là lúc cuối cùng là nhớt nhiều, cho nên lúc cuối là khói nó ra mịt trời. Cho nên dạ. Mỗi lần ấy là mình thấy sốc nó lên. Dạ. Rồi có gì nữa không? Dạ không. Rồi, con rồi. Cũng không gành. Bây giờ ba con Hoa sẽ quay qua mài dao thử cho quý vị xem luôn. Đó, bây giờ là mình để mình mài cái dao mỏng mép trước đi. Nói chung là nó mỏng mép nhưng mà bị con bé Ngọc á, nó lụm, nó lấy là nó chặt cái này chặt kia, giờ nó bị sừ mép cho rồi. Giờ mình vuỗ lại, mình mài lại. Thường thường người ta vuỗ mồ, mà ta mài á, là một cục đá nhám và một cục đá bùn. Dạ. Cái đá bùn là của mấy ông thợ mộc, như gọi là cái đá bùn mà mịn á, nó mịn. Bây giờ mình không có đá bùn, lát mình mài một cục gạch. Dạ. Đó. Nó mài là mình mài cho nó mỏng mép, mỏng lên cho nó, tại cái này nó thấp quá, mình mài nó sẽ đụng dưới đây cái tay. Nó đụng dưới đây nó chạy tay mình cho nó cao lên, mà nó hơi hầm hinh quá nè. Đá này nó tại vì người ta mài đá này là không phải đá nhà mà đá mượn. Thường thường cục đá là mình mài á, là mình mài ngoài đầu cục đá, mình vừa mài mà mình sửa cục đá. Ví dụ cái nào cái gò là mình mài ngay cái gò đó đó để cho cục đá nó chìm xuống. Đó, cái này nó hầm hinh đó, đó như vậy đó. Rồi gặp mấy cục đó mình phải vừa mình mài để cho nó chìm này góc này xuống vậy đó. Mình vừa mài mà vừa xài sửa đá luôn. Thường thường đẩy nguyên cục đá vậy là nó mau bén, nhưng mà đẩy nguyên đá là nó sẽ khuyết ở đây, khuyết ở giữa này là mai mốt nó sẽ gãy cục đá làm đôi. À, muốn cho nó mà bén là chừng nào nó gớt mép á, là nó sẽ bén, gớt mép là nó sẽ nó gớt, cái mép nó cuốn qua đây cái rồi mà trả lời đây là mình thấy nó sẽ gớt mép, nó mất cái mép mẻ đó, mép mẻ cho nó gớt hết. Của mấy ông mà thợ rèn á, lò rèn á, ta kêu là gớt mép á, mà gớt mép mấy đầu mà cái dao bị mẻ á, là mình mày hơi đứng lên chút cho nó mau, để cho nó mau hết cái mẻ, rồi bắt đầu mình nghiêng dần dần xuống để cho nó nằm xuống là tất nhiên nó mỏng mép. Em ơi, mày kéo không, lấy cái kéo cắt giải ở đây rồi lấy miếng giải thử luôn. Đó là nó cái mép nó gớt gớt là nó sẽ cuốn lên đây là nó kêu là nó bị là nó sẽ bén đó. Đó vậy cái mình đó, mình nhìn coi gớt mép chưa hả, nó có gớt mép rồi, cái mình mài lên cục này. Gớt mép là như thế nào vậy ba? Gớt mép là mấy cái mép này nè, nó bị cuốn sừ lên,
Tại mình mài dưới này nó cuốn ngược trên đây nè, nó sừ lên là cũng như nó đã bị nó trùng rồi, nó mới sừ lên. Còn nó chưa có mỏng mép được là cái này, mép nó không sừ lên được. Dạ. Đó, mình cái này mình liếc lại. Cái này là kêu là liếc nè. Hồi nãy giờ mình mài, giờ tới chân mình liếc. Cái lúc liếc nó mới bén. Và mình liếc nhẹ thôi. Liếc cho nó gớt cái mép này bỏ nè. Cái đó kêu là cái ba dớ á, cho nó gớt cái ba dớ đó. Giống như là cái mũi cưa CD mà mình bấm me mà cho nó gớt me, mà gớt cho nó ngót me làm là nó cưa nó rất là ngon. Con mắt giờ cũng yếu, không có rõ như hồi xưa. Đó, rồi bắt đầu là mình sẽ thử vô cái chân mình. Hồi đó là chuyên môn là mình đi mài dao làm thử là cái chân mình là nó bị hao chân lắm đó. Trời. Đó, như vậy đó. Đó, bà con thấy chưa? Đó, rồi cái này là cái dao đó là dao mỏng nha. Cái chân của ba của anh à. Đó. Một xớt đó. Rồi bắt đầu là tới cái dao này. Cái dao này là mép dày nè. Mép dày thì mình mài hơi lâu một tí. Mình mài mình đè hơi nhiều đó cho nó hao mòn chút. Đúng theo người ta phải có đá quay, cục đá mài đó. Ta mài cho nó mỏng mép bớt là nó mới mau được, còn mình không có thì mình làm bằng thủ công. Đó, mày đấy, mình thấy vô coi cái chỗ nào cũ á, nó còn cũ vậy nè, là nó chưa có bén được. Mình phải vua mài cho nên nó trắng tươi như khúc này nè. Mấy chỗ sừ sừ nó phải trắng như vậy đó. Đó, mình mài á là mình có cái da lằn này nè, cái lằn trên này nè, nó có còn trắng hay không. Cái này nó còn trắng nè, còn trắng tất nhiên là cái mép nó còn dày đó, là mình cho nó gớt mép đó. Sớm này là đám tiệc, đám giỗ, đám cưới là bà con hay kêu mình mài dao để cho người ta sắt thịt, sắt rau, sắt này kia đó. Mài dao. Nhớ cái có dao. Một lần là đi trên núi, trên Ba Chúc á, trên là cái đại lễ gì đó là mình mài dao suốt luôn đó. Dạ. Mài dao suốt mà mấy người á, người ta sắt rau á, người ta quên để ý á, mấy cái thớt á mà mới có đầu đinh gì nè, có đầu đinh gì nè, cái người ta không biết, người ta sắt cái khứa vô đầu đinh không. Dạ. Mình nói, ủa cái dao này tôi quen nãy tôi mài rồi mà sao giờ nó lục. Ủa là mình lật lên vậy á, mình thấy nó trắng một đường, cái là mình mới nghi, mình nói vậy là có cắt vô cái gì á là nó mới trắng, là cái mép nó bị dày đấy. Cái mới chạy vô kiểm tra là mấy tấm thớt là cắt vô mấy đầu đinh gì nè. Dạ. Thay giờ đinh vậy là mình đóng cho nó lún xuống, mình lấy cái chọi mình chọi nó lún xuống. Dạ. Là kêu mấy ông thợ mộc là kêu là cái chọi, lấy cái búa đóng vô cái chọi nó mới nó lối cái đinh xuống đó đó. Dạ. Đây nè, coi nè, nó gớt mép là vậy nè,
có cái mép này nè, nó bị cuốn lên, nó trắng, thấy không? Đó là cái gớt mép, là vậy đó. Mình gớt mép mình đi, mấy bé được là nó mới giáp mí đó. À, bên này cái bắt đầu bước này lại. Cái dao này nó cũng hơi dày nên dao dày thì mài hơi lâu. Mài hơi lâu chút. À, giờ này nó cũng còn sừ sừ quá nè, nó nhiều cái sừ lắm. Giờ mình liếc lại cái này. Liếc cái này là cái này là mịn, nó mịn hơn, con này nó to hơn. Cho nên nó mịn là cái dao nó mịn màng là nó sẽ ngọt, nó bén. Đó là có cái dao dâu mà để sắt chuối đó, là mình chuyên mua mình mài để sắt chuối đó, ngọt liệm sắt chuối là bầm nấu tấm heo cho heo ăn đó. Con heo nó phải có đá bùn nó màu đen đó, nó mịn lắm mà nó lạc mắt rồi. Bây giờ thay thế cái bạn này. Này nó cũng được 70% hả, chứ nó không được 100% như cục đá kia. Tại vì lâu lâu đó, nó có cát lộn trong này nè, là nó sẽ bị lục lại liền. Dạ. Đó, bắt đầu nó vậy nè, mình thấy nó mép nó gớt lên đó. Cuốn sườn mép lên cái mình trả tay ngược lại cái mình liếc. Đó. Liếc mình thấy cái nó bị đó, cái mép đó, nó cuốn lên đó. Mà cái dao thép chừng nào là mình mài á nó lâu bén mà lại là nó lâu lục. Còn cái dao mà bằng thép không tốt á thì mình mài nó mau bén lắm mà nó lại mau lục. Nó sườn lên là thấy không? Đó. Nó con nè, nó sừ lên nhỏ lên đó. Đó. Mình làm sao cho gớt mất cái đó là đó, mình đè xuống vậy là làm liếc bên kia lại. À, giống như mình vỗ móng tay mà còn lại mấy cái là ở bà dớ đó, ở bà dớ đó. Kia được cái bà dớ nè, nó gớt trắng bà dớ nè, thấy không? Dạ. Đó cái bà dớ đó. Đó vậy đó, là cái là nó sẽ bén. Đó, vậy đó, rồi cái mình nếu mà cái về mình thử cái chân. Đó, nghe tiếng cào gù gù. Đó, vậy đó. Quá trời lông rồi. Vậy đó, làm mỗi lần mình thử ra là không còn cọng lông nào chân vậy đó. Là cái gì đó là dao bếp về đó. Dạ. Còn cái này nữa mình mài nó cũng y vậy thôi, nhưng mà mất thời gian lắm, để giờ tới mài cái kéo. Giờ là sử dụng mài cây kéo cắt giải. Cái kéo nè. Kéo này là bị nó lục quá rồi, nó lục là tất nhiên là nó này nó cũ quá nè. Cũ quá, bây giờ nếu mà mài kéo là mình phải mở ra. Dạ. À, nó cắt nó không ăn. Mà mở mấy con ốc ra mà không biết ốc này mở ra không đây. Đó, bây giờ là cái kéo trước tiên á là mình mài là mình phải bề bên đây mài trước mà mài phải mài nằm mà nằm ít thôi, mình mài chừng mà thấy nó sáng đều đây mình nằm xuống chứ đừng có nghiêng dày, không phải như mài dao mà mình nghiêng dày, nó chỉ mài được một bề vậy thôi, nó mài nên là bên đây là phải cũng mài, nó mài nằm vậy nè, nằm sát luôn xuống cùng gạch, nằm sát luôn. Đó, nhưng mà là mình phải mình phá cho đá nhám nó cái đằng cho nó mau. Dạ. Đó, mời mình nhìn thử về là bắt đầu là nó bóng rồi nè, nó cũng gần bóng rồi.
và mình liếc lại cái cây này. Ít thôi rồi bắt đầu mình mới mày lại bài này, mày bài này thì mày cho thiệt nhiều. Cái kéo này nó bị dấp nhiều quá, này tôi nói cắt cái gì nè, đó, đó ngay chỗ này nè, thấy không? Nó dùm nhỏ lên thấy dấp đó, mình mày mất cái dấp đó mới được. Sao mình mài mà mình phải lấy nước bỏ chế vô thêm vậy ba? Đừng cho nước này nó rửa ba dớ này nó chốc đi á, là nó mới ăn được, chứ nếu mà không có nước á, là cái cục đá nó không ăn. Dạ. Nó bị nó lúng mà cái ba dớ nó dính trong đây nó nằm đây nè, rồi nó không có ăn được, nó chợt. Rồi mình xối nước đi là nó trôi ba này hết là nó mới ăn được. Đó, và mà mình nhìn thử, nếu mà con mắt ai sáng đó thì mình nhìn cho thiệt kỹ là mấy cái này á, nó hết cái bị mẻ là nó xem bén. Múc cho miếng nước em ơi. Đó, này đem xong một cái của nó đi. Thường thường á, mấy người ta mài thuê á, là người ta có cục đá to mà nó tròn á, hình cung á, cho nên ta mài đi, tới liếc ngang về một cái, để cho cái này nó phiết như là cái mặt giống vậy đó, nó phiết trong đây nè. Còn mình không có cái đó là mình mài, mình nằm xuống để nó tạo cái mặt phẳng đây. Này cái này cái kéo này nó quá tệ rồi, mình phải mài cho hơi nhiều. Hồi xưa mình hay nói thiếu lâm, mình đi vậy nè, cái mình gao lên nói năm con mèo đực sực con mèo cái hương là mày kéo đi, rồi vậy đó là mèo cái là mày kéo, năm con mèo đực sực con mèo cái không là mày kéo. Có một ông đó, ông đi hớt tóc mà ông nói cà lâm mà ông gao cũng la làng lên đó. Ông mà ông vừa cà lâm mà ông vừa nứt cục nữa. Dạ. Ai hớt tóc cạo lông dái lỗ tai hùm vậy đó, là mình hớt tóc người cái cà cạo là mặt nè, rồi mình dái lỗ tai mà ông gao ông nứt cục cũng gao vậy. Ai hớt tóc cạo lông dái lỗ tai hùm vậy đó. À, nước cục lần ba chữ. Nước cục khôn lắm. Tại chừng tối ngày mình làm luôn cho nên vậy đó, chừng nào đi đám tiệc này kia mình mới rửa móng tay, chứ mà có lên ăn uống gì mình mới rửa tay, cho nên tay chân mình ghê lắm. Không biết chừng nào mà mình ở không được đây, biết chừng nào sướng nữa. Mà thường thường người ta nói mấy người mà biết làm á là không bao giờ sướng được, tại thấy trái tay gai mắt phải nhảy vô làm. Dạ. Đó. Rồi cái người mà còn không biết làm là giờ là đứng sớ gớ rồi mà không thấy chuyện để làm, còn đi đám gì thì cũng vậy nữa. Đi đám thí dụ mình vô để ăn thì có người là tại đôn chơi đáo cực khổ lắm. Yeah. Còn có người thì ta nhìn ngó không mà không biết chuyện để làm. Mình tập cái tánh là buông này bắt kia,
Nó nói thường thường có câu nho thì nó nói chính nghề không bằng nghề chính, nhưng mà tuy rằng mình biết nhiều nghề á, đặng mình khi gia chạm thực tế là mình sẽ làm được. Chẳng hạn giờ đó là mình nhiều nghề rồi á, là quăng ở đâu là mình thì cứ biến liền. Rồi mà đã mình có một nghề đó rồi, tới chừng lợi chỗ hồ hay gì cái chú Tùng ơi, chỗ giùm tôi phụ tôi cái ba hồ này coi, trời ơi em đi cưa không hả anh ơi, em dở vô đó lắm. Rồi bỏ tay. Rồi cái mài dao này, anh Tùng ơi mài cho mấy cái dao không, trời em vô cưa không hả anh ơi, không biết mài dao đâu đó, vậy đó. Đừng dở sai mình ơi, anh ơi phụ giùm anh cái này, em này đi anh ơi, cái trời ơi anh biết hung không à, chứ không biết làm gì đâu em ơi. Đó. Cho nên mình thấy nó nói thường thường đi một ngày đàn học một sàng khôn rồi chứ, cái này đâu ai dạy, mà mình tự mình mài mò mình biết, làm gì cũng vậy đó, thất bại mới là mẹ thành công, mới đầu cũng thất bại hoài đó rồi mới thành công được. Hồi xưa thì bà vợ kêu mày cái kéo giùm mẹ đi bằng cái con cái đè mày hai bên vậy nè, mày hai bên luôn, mày bên này rồi mày nay y như mày cái dao rồi đó, để vô các không được chứ. Cái bà vợ thôi cha không giả con cho này quá, rồi cái bắt đầu mình mới chạy lấy kéo khác thôi, để dạ bác ơi để con mày lợi, con mày lợi đấy, nào giờ con không biết cái gán mày giết á, cho nên nó bén được. Bây giờ mình mới mày được cái kéo cắt giải này nè, kéo giải khó mày lắm à, đâu có ai mày được cũng được đâu. Nhờ dạ. Vậy cái bà vợ bà gả con đó. Dạ. Đó, bây giờ mình, đó cái này là cũng như là mình mới ra dốc ha, tại kéo này quá lâu rồi, cũ quá rồi, mẹ con cắt cái kéo kia không à, có dạ. Kéo mới rồi cái bỏ kéo cũ, mới chuộng cũ vong, cho nên dầm lấy ra mài để cho khán giả xem đặng ta tham khảo đi, ta rút kinh nghiệm, mà muốn đặng biết cách mài kéo. Nếu mà ai có tiền thì mua kéo mới, còn không có tiền thì kéo cũ mình soạn lại, bổn cũ soạn lại đó. Dạ. Nó cũng được, đỡ có đỡ không. Cầu vũa cưa cũng đổ mồ hôi nữa, quá trời đất mồ hôi, nhoi còn hơn tắm. Bởi vì mấy người mà mồ hôi ra ngoài không bị Covid, mà cả không bị cảm cúm, nhất nóng lạnh nhất đầu, nhưng mà không có cái bụng không có mập được, tại vì nó hao tốn ba cái nhiên liệu chứ, nó đốt ba cái mỡ thừa hết trơn à. Rồi ít cái bị bệnh cảm nữa, nhưng mà dở có cái là chịu lạnh dở hơn mấy người mập. Mấy người mập thì ta mỡ nhiều thì nó lâu đông máu, nó đông lâu đông mỡ thì nó lâu lạnh. Còn cái người mà không cái gì mà không có mỡ thì nó mau lạnh lắm. Nếu không muốn không lạnh thì mình phải vận động lên là bắt đầu là nó hực mồ hôi rồi là nó mới hết lạnh. Thôi nha, chắc mình còn làm công chuyện khác nữa. Chỗ này nó lâu đời quá cho nên nó dặn găng này nó cũng leo găng nữa. Cái con ốc này nè, con tán bù lon gì vậy, mình thường thường á mình dặn nó vô được 3-4 tua đi, rồi mình há đút chìa khóa hay bỏ lết gì á mình dặn á thì nó sẽ không bị leo găng. Nếu leo găng nhiều lần là nó bị tuôn găng luôn. Đó, mình gắt thử con dắp không, không dắp thì được không. Đó. Nếu mà siết thì mình nhả ra lại thôi mà. Đó, bây giờ hồi nãy đã mình cắt không đứt á, bây giờ chắc cắt cũng không đứt luôn á. Hên mà con ơi, hên nè. Đó. Đây là cắt nó mình cắt á nó không bị dấp là nó đi ngọt luôn một đường. Rồi bà cắt cái sợi nhỏ hồi nãy bà cắt. Cái kia là hai cái ba cái chồng lên. Đó. Ba bốn lớp nè, thấy không?
Con này đâu trồng lại hai lớp nè. Cái này cái quần của ai á? Quần của hai lúa lúa. Nè đó. Cái này là bốn giống như bốn lớp được không? Nè đó dạ. Mình gói là thử nó coi nè. Gói lại là bốn lớp. Gói lại này là thành ra trên đây là sáu lớp. Đây là đôi nữa nè đó. Đó. 2 4 6 lớp đó. Thấy không? Đứt luôn thấy không? Dạ. Đó, nó không bị sừ. Đó. Cái giấy này giấy kêu là giấy thun nè. Giấy thun mà nó hơi khó cắt với mình, nó bị cũ nè. Dạ. Mà cái kéo này mài mới có 90% thôi. Dạ. Tại vì thời gian không có, còn nếu mà bán nữa là mình mài phải 10 phút nữa là bán nữa. Dạ. Đó, thôi cũng kính chúc bà con mình mạnh khỏe nha, chứ mà mới mốt mài dao mài kéo như mình nha. Dạ. Nhưng mà mài mỗi lần cạo lông thì mình cạo ít thôi, liếc nhẹ vậy thôi nè, liếc một chút thôi đó, chứ mình lúc nhiều cái là xuống tới đây cái hết luôn, cái dở cử chết đó, thấy không? Bên đây nè, cái mình liếc gì cái nè, đó không đó, đó. Là cứ liếc là nó nguội hết à. Đó. Rồi, như lông khỉ luôn, đúng là vũ khỉ. Rồi, kính chào bà con nha. Đó, đó. Hoa đã cùng với ba chia sẻ xong cho quý vị cách mài dũa cưa và mài dao. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.